Hello anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Chúc anh chị có một ngày mới có thật nhiều sức khỏe, mọi việc thuận lợi và gặp được nhiều điều may mắn nha. Hôm nay là ngày cuối tuần rồi anh chị, ngày cuối tuần Thắng cũng sắp xếp hết công việc, không có đi coi xe nữa mà dành một vài phút để mà cập nhật lại tất cả những xe qua sử dụng đang có để cho anh chị chúng ta tham khảo. Thì mấy hôm nay cũng bận đi tỉnh á, mà không có mua được xe anh chị. Do là dính phải những cái xe mà cái chất nó xấu á, có những cái xe mà không phải mình mua vì giá rẻ hay là giá nó cao gì đó. Thì nhưng mà có một số xe á là không thể mua luôn anh chị, không thể mua luôn nha. Thì cái thị trường bây giờ á là nó rơi vào cái tình trạng á, là bây giờ gặp phải chiếc xe á là một là mua, hai là không, chứ không có thể nào là những cái xe xấu mà mình mua giá rẻ được. Thì mấy hôm nay thì Thắng cũng bận đi tỉnh và không có mua được xe nào hết. Vĩnh phải những cái xe xấu và xe thứ nhất là xấu nè. Cái thứ hai nữa là hết đăng kiểm. Cái thứ ba là những cái xe mà dính phạt nguội. Đó, những cái trường hợp đó thì bên Thắng đang bắt phải xử lý hết thì mới mua được. Còn những cái xe xấu là từ chối luôn. Đó là lý do mà hiện nay cái bãi xe của bên Thắng thì không còn nhiều nha. Thắng cũng đi mỗi ngày về có một hai xe. Thắng cũng đi sơ lược để cho anh chị nắm. Đầu tiên là chiếc Honda City anh chị. Chiếc này là Honda City 2019. Để Thắng xem đây, cái xe này là bản nào đây. City thì nó có hai bản anh chị, bản thường với bản top nha. Chiếc này là Honda City Top 2019, đi được 29.000 cây, giá là 475 triệu. Cái xe này á, là hôm trước khi mà về anh chị, là có một anh khách hàng ảnh lên ảnh cọc rồi. Ảnh cọc xong rồi ảnh giữ, ảnh cọc có 10 triệu à. Mà ảnh giữ cái xe đâu đó ba tuần lễ luôn, và cuối cùng thì anh nói là anh câu là anh không mua nữa. Thì trên tinh thần đó là theo đúng luật mua bán thôi, vậy là anh sẽ mắc cọc là cái thứ nhất rồi đó. Nhưng mà cái thứ hai là rất thiệt thòi cho công ty luôn, tại vì một chiếc xe mà anh chị biết, xe cũ mà nó ngâm khoảng 3 tuần thì cái giá trị chiếc xe nó bị rớt rồi đó. Thì hôm nay thì Thắng quay để chào bán lại nè. Chiếc này là 2019 nha, đi được ba mấy nghìn cây à, giá là 475 triệu. Và sẽ có chương trình giảm giá đối với mẫu xe này cho anh chị có nhu cầu. Bên trong xe thì mình Thắng hoàn thiện khâu kiểm tra chất lượng và làm đẹp hết rồi đó, chờ anh khách hàng lên đóng tiền anh nhận xe thôi. Như rốt cuộc anh nói một câu là anh đổi ý, anh không mua nữa, chắc có thể là đi tìm ở nơi nào khác giá rẻ hơn hay sao rồi bỏ cọc. Thì anh chị mua xe thì chúng ta cũng đừng đã chúng ta đã quyết định mua một chiếc xe nào rồi á thì đừng có đổi tới đổi lui, nhiều khi nó không có may mắn anh chị. Đó, mình mua món hàng mà mình có tiền mình mua món hàng thì mình đừng có, mình đã thích rồi thì mình đừng có suy nghĩ mắc rẻ gì ở đây hết. Đó, phục vụ cho nhu cầu bản thân mình mà. Với lại mình cũng phải giữ cái uy tín nữa. Nhiều khi mình hứa xong mình không làm đúng những lời mình hứa thì nó kỳ dữ lắm. Thì mẫu xe này là chào bán tiếp tục cho anh chị nào có duyên nha. 475 triệu có giảm giá, đối với mẫu xe này cho anh chị có nhu cầu. Honda City Top 2019. Biển thành phố nha, 18223. Rồi kế bên là một mẫu xe mới thu về chiều ngày hôm qua, chiếc Toyota Rush 2019, máy 1.5 nha. Xe này thì chắc hẳn một điều là nó thuộc về một cái phân khúc là tiết kiệm nhiên liệu anh chị, tiết kiệm nhiên liệu và cái form dáng nó nhỏ gọn và cái sự tiện dụng nó có. Nó là thuộc dạng 5+2, 7 chỗ nhỏ gọn á. Thì dòng này thì anh chị có thể chạy Grab nè, Uber nè, Grab Uber hoặc đi gia đình nè. Xe đi được có 37.000 cây à, một chủ mua mới từ đầu. Và giá nó cũng thay đổi anh chị, giá cũng cập nhật lại giá mới, giá chỉ có 572 triệu rồi. Trước đây khoảng 3 tháng thì Thắng bán cái chiếc Rush 2019 này á, thì ngay thời điểm đó giá mới, giá nó còn giá cũ á, thì nó tới 630 lận. Bây giờ thì điều chỉnh là giá mới rồi đó. Có 572 triệu à, 2019 đi được 37.000 cây. Màu bạc là cái màu cũng tương đối dễ chịu đó. Anh chị dễ vệ sinh chăm sóc lắm. Và những anh chị nào đang có dự định là sẽ mua xe để mà chạy Grab Uber á, Thì theo Thắng thấy anh chị, thì anh chị nên mua những chiếc xe mà máy 1.5 7 chỗ như thế này là anh chị có nhiều cái đa dạng nguồn khách hàng hơn nha. Tại vì anh chị nếu mà anh chị mua 7 chỗ á thì anh chị có thể chở được 4 người cũng được, 2 người cũng được, 7 người cũng được.
À, nhưng mà anh chị mua chiếc 4 chỗ á là anh chị chỉ chở được có 4 người thôi. Và nhiều khi là khách hàng người ta mặc dù người ta đi có 2-3 người à, nhưng mà người ta lại thích đi chứng chiếc 7 chỗ anh chị. Đó. Đó là lý do tại sao những cái phân khúc hạng thấp hơn như những chiếc sedan mà hồi xưa á, là nó chiếm lĩnh về cái thị trường mà chạy kinh doanh dịch vụ như là Vios nè, rồi Accent nè, rồi những cái dòng của Kia nè, Kia Cerato hay gì đó, thì những cái dòng đó thì bây giờ nó lại bán chậm và người ta đang hướng tới, khách hàng đang hướng tới cái dòng mà 5+2 như thế này nè. Thì có chiếc Toyota Rush nè, hoặc là mới bây giờ của Toyota như là Toyota Veloz nè, Avanza nè, hoặc là Xpander, Mitsubishi Xpander, hoặc là Suzuki XL7 đó. Thì những cái chiếc này thì nó đang đi theo cái khuynh hướng á, là đa dụng nha. Đó, còn riêng những cái mẫu mà 5+2 như thế này thì hôm trước Thắng có dịp đi qua Indo á, đi qua Indo thì thấy bên đó người ta đi những cái chiếc xe này nhiều lắm anh chị, đi xe nhiều lắm, và bên đó giá thành của những xe này nó rẻ lắm. Đó. Tại vì cái khách hàng ở bên Indo á, người ta chỉ chú trọng vấn đề là người ta mua một chiếc xe và nó đem lại giá trị cho người ta thôi, đem lại giá trị về kinh tế thôi. Đó, chứ không người ta không có nghĩ đến vấn đề là đi một chiếc xe sang rồi bỏ ra một khối tiền mua một chiếc xe sang để mình đi. Người ta chỉ nghĩ đến giá trị kinh tế thôi. Thứ nhất tiết kiệm nhiên liệu nè, độ bền nè, đi được nhiều người nè. Đó. Rồi, xe này thì được anh chủ trước lên bộ ghế da, rồi camera hành trình có đủ hết. Lốp liếc rồi zin theo xe hết trơn anh chị. Xe này thì có hỗ trợ giá góp nha. Anh chị trả trước là 30%, ngân hàng cho vay là 70%. Giá có 572 triệu rút 2019. Xe mang biển số 47 thì anh chị nào mà khác tỉnh thì mình đang hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho mình. Đó, 47. Mấy nay xe về lèo tèo có 1-2 xe. Nhiều khi Thắng cũng làm biếng quay cái video cập nhật luôn á anh chị. Đó, phải xe về nhiều thì quay nó đã. Đó, nhưng mà mặc dù là biết là xe về ít, nhưng mà không có thể nào mà mình thu xe nó không có chất lượng nữa anh chị. À, nếu mà thu đã tay như bên ngoài á, là một ngày về phải 5-6 xe. À, tại vì cái tiêu chí ở hãng cái tiêu chí về một chiếc xe nó gắt lắm. Rồi tiếp tục là Toyota Corolla Altis 1.8G 2018 anh chị. À, xe này hôm trước Thắng có quay mấy video sơ, chưa có quay kỹ. À, đi được 53.000 cây nha, 2018 bản 1.8G. À, đèn rất là đẹp. Nói chung anh Tiết là một cái mẫu xe mà có thể nói là nó là một mẫu xe mà Thắng rất là thích luôn. Rất là thích nhưng mà chưa có tiền mua. Chưa có tiền mua anh chị. Tại vì xe này có Thắng trải nghiệm được mấy lần, đi nó êm, sướng lắm. Và chiếc anh Tiết này thì trên toàn cầu nó rất nổi tiếng anh chị. Nó là một chiếc xe bán chạy nhất trên toàn cầu luôn. Tại vì nó theo một cái kiểu là thiết kế toàn cầu nha, chứ không phải là riêng nội địa ở Việt Nam không. Đó. 1.8G 53.000 cây. Xe này giá có 580 nha anh chị, 580. Xe này chắc sơn lại nguyên con quá, chạy xước cũng dâm nhiều quá nè. Xe màu trắng thường vậy anh chị, xe màu trắng thường là sơn lại nguyên con hết à. Tại vì nếu mình chỗ mình sơn, chỗ không sơn á là nó bị lệch màu nha. Anh chị nào đi gia đình nè, thích sự lâu dài và an toàn trên mọi nẻo đường thì lấy chiếc Altis này. Lái hay lắm anh chị ơi, lái hay lắm. Máy có 1.8 nhưng mà bén lắm. Anh chị vượt đồ nó cảm giác như nó bắt cảm xúc với mình á. Ở ghế chỉnh điện. Xe hộp số tự động 6 cấp anh chị. Được lên đầu Android nè, đầu Android nè. Camera hành trình phía trên. Bọc trần. Ghế da màu kem. Những cái xe nào mà đời từ 2016 trở lên đó là bên Thắng có hỗ trợ trả góp nha anh chị. Hỗ trợ trả góp tất cả các tỉnh và thành phố luôn. Đó, sàn 3D. Rồi, 580 triệu. Đó, Altis 1.8G 2018. Rồi tiếp tục đi kiếm xe quay cho anh chị coi. Xe thì
và đậu xen kẽ với những cái xe của khách hàng người ta chạy kinh doanh, người ta đến người ta bảo dưỡng anh chị. Chiếc này là hôm trước về chưa kịp quay luôn, chưa kịp quay nữa là bốc hơi luôn rồi anh chị, khách cọc luôn. Quay sơ cho anh chị coi. 2018 số sàn Innova đi được chuẩn 21.000 cây luôn nè. Đó, anh chị thấy không? Anh chị là anh, bởi vậy anh chị muốn kiếm được những cái xe như thế này là anh chị phải đặt trước. Anh chị phải đặt trước nha. Chứ không phải Thắng nó xạo đâu, tại vì bên Thắng á, là khi mà cái xe mua vào á, nó sẽ có giá bán ra. Đó, khi mà đàm phán mua vào thì nó có luôn cái giá bán ra rồi. Đó, và xe cộ thì đâu nó chỉnh chu à, có sao nó vậy, không có giấu giếm khách hàng. Đó, cho nên chị muốn tìm được những cái xe nó đúng km như thế này nè, nó chuẩn như thế này nè, và nó lâu lâu nó mới về như thế này nè, thì chúng ta phải đặt hàng trước. Có thể gọi cho Thắng, Thắng ơi anh chị đang tìm chiếc Innova hay là chiếc Fortuner gì đó, màu gì nè, km tầm khoảng bao nhiêu, giá tiền tầm khoảng bao nhiêu đó, thì Thắng sẽ lưu lại thông tin, và khi nào có xe về á thì Thắng sẽ chủ động báo cho anh chị, thì anh chị mới có được những mới kịp thời được. Giống như chiếc này đây, 28 số sàn mà đi chuẩn 21.000 cây, anh chị khó kiếm được chiếc thứ hai như vậy lắm anh chị. Nên về một phát là 5 phút sau thôi thì giá nó khoảng 560 đi, xe đó bán khoảng 570, từ tương đương như vậy thôi. Rồi đi sơ lược những cái xe mà đã hoàn thiện phía trước nè anh chị. Fortuner 2018, máy xăng số tự động một cầu nha. Đó, đi được 88.000 cây, giá là 828 triệu. Xe này đang có giảm giá nè anh chị, có giảm giá. Đó. Cân bằng điện tử, hộp số tự động là 6 cấp, điều hòa tự động, rồi lẫy chuyển số vô lăng, ga tự động, đầy đủ hết. Fortuner máy xăng anh chị để ý là nó tiện nghi nhiều hơn máy dầu. Xe màu trắng ngọc trai nha, lớp liếc thay mới chân anh chị. Lớp liếc được anh chủ trước anh thay mới chân nè. Fortuner 2018. Màu trắng rất đẹp, nhìn sang quá anh chị. Nhưng mà mỗi tội là nó cực cái khâu vệ sinh chăm sóc á. Thì anh chị đi đâu về là phải lau chùi thường xuyên. Mình đánh đổi lại nó đẹp, nó sang, nhìn sáng sủa. Thường xe thì chỉ có màu đen với màu xám là bán chậm anh chị. Còn màu mà sáng sáng như bạc nè, đồng nè, trắng nè, bán nhanh lắm. Nhưng mà bên Thắng vẫn mua đủ loại về phục vụ anh chị à. Tại vì khách hàng thì có nhiều nhu cầu khác nhau mà. Đôi khi anh chị thì bản thân anh chị thích màu sáng, còn có những khách hàng ta lại thích màu tối. Rồi chiếc này là Innova 2019, Thắng nhận cọc làm ngân hàng nè, đang làm hồ sơ ngân hàng anh chị, 2019 xuất sàn đó, màu trắng. Rồi cái bên cũng là một chiếc xe mà cũng đang giảm giá rất là nhiều luôn, Fortuner 2015. Chiếc này là máy xăng số tự động 2 cầu á anh chị, máy xăng số tự động 2 cầu nha, giá là 603, còn giảm giá mỗi xe này. Chiếc này thì anh chị nào mà ông ta hay chở đồ nặng nè, rồi hay là đi full tải á, full tải đây là chở full người luôn á anh chị, thì hãy mua nghe, chứ mà chúng ta đi gia đình mà mỗi lần đi có 4-5 người hoặc là đi 2-3 người vậy đó, thì không nên. Tại vì nó là máy xăng 2 cầu và anh chị dùng không hết á thì nó hao nhiên liệu, tiêu hao nhiên liệu nhiều, nó không có hợp lý. Thì anh chị mà đi mà ít thôi thì mua chiếc một cầu được anh chị. Còn nếu mà chúng ta tải nặng cần một cái máy nó khỏe, lên đồi núi đồ vô tư, vượt mọi địa hình thì lấy chiếc hai cầu. Thì mình mua xe mình phải cân đo theo cái nhu cầu sử dụng anh chị, chứ mình mua dư rồi thừa tải ra rồi nó hao nhiên liệu. Thì trung bình chiếc xe này á mà nó tiêu hao nhiên liệu 100 cây nó rơi khoảng độ 18 lít đó anh chị, 18 đến 22 có luôn đó nha. Nhưng mà đổi lại cái máy nó khỏe lắm, anh chị đạp nhẹ một cái là lên nè. Đi ngang những cái cung đường mà đồi núi dốc đồ á, khỏi lo luôn, khỏi lo gì hết. 2015, phía sau được lên cái bộ đèn đẹp lắm anh chị. Chị đến ha. Đèn giá trị. Đèn này là bao anh chị đăng kiểm luôn nha. Khỏi lo cái này đăng kiểm anh Thắng kiểm tra rồi. 603 triệu 2015 nha anh chị. Rồi chiếc này là có khách cọc rồi. Chiếc này cũng có khách cọc ngày hôm qua luôn rồi. Rồi chiếc này là Fortuner 212 màu đen. 212 màu đen. Để xem chiếc này mấy cầu đây. Chiếc này một cầu nè anh chị, một cầu nè. 212 đi được 95.000 cây, giá là 485 triệu nha. Nè, một cầu anh chị để thấy nè ha. Ở đây như được độ cái cọc sạc nữa nè. Cọc sạc USB hay nha.
Đó, cái này cũng tính ra cũng hay á anh chị, tiện lợi. Mình vừa cái điện thoại mình hết pin á, mình cắm sạc cho nó gọn. Máy xăng số tự động một cầu, điều hòa tự động đầu Android, camera hành trình có đủ hết. Ghế da zin, zin được mấy miếng à? Còn có mấy miếng may lại, những miếng này may lại nè, may lại nè. Đó, nhưng mà vẫn còn là cái ghế da zin ở phía sau. Đó, anh chị nào mà đi bình thường, đi gia đình bình thường thôi thì lấy chiếc này một cầu vừa đủ đi anh chị. Nó không mạnh bằng chiếc hai cầu nhưng mà nó đỡ tiêu hao nhiên liệu hơn nha. Và chúng ta đi thì nó kinh tế hơn. Đây cái đèn cũ đó anh chị, vậy so sánh nè, hồi nãy cái đèn kia là đèn được độ, còn cái đèn này đèn cũ của nó nè, nhìn nó đơn giản hơn. 400 mấy quên ta, 485 triệu anh chị, 22 nha, máy xăng số tự động một cầu. Bọc trần. Đây. Đó, màu đen. Rồi, cái bên là chiếc xe có thể nói là bán lỗ. Xe bán lỗ, xe này giờ là tiêu anh chị ơi. Đó, đã nằm lâu quá rồi, và bên cái hãng Mazda họ giảm giá cái mẫu xe này nhiều quá. Đó là lý do mà cái xe này bán lỗ nha. Mazda CX-5 2015 đi được 92.000 cây. Giá đang để là 550 anh chị. 550 còn thương lượng nữa. Anh chị có nhu cầu thì cứ lên đi, và chắc hẳn một điều là công ty cũng đang có nhu cầu muốn bán lại chiếc này rồi đó. Lỗ cũng được. Lỗ cũng được, tại vì xe cộ mà. Tùy vào thời điểm mua vào mà không kịp bán ra, để đó cùng khoảng 3-4 tháng là chỉ có lỗ thôi anh chị. Chỉ có lỗ thôi, không có đường nào hết. Có cửa sổ trời. Hộp số tự động. Mazda CX-5. Xe 5 chỗ gầm cao. Anh chị nào mà thích chiếc này thì cứ lên coi. Và chắc hẳn một điều là giá sẽ tốt nhất có thể. Anh chị thấy không? Kinh doanh có này có kia mà. Mình đâu phải lúc nào cũng thấy được cái hào quang đâu. Thấy được lợi nhuận đâu. Có xe bán lỗ đó thì công ty vẫn chấp nhận thôi. Đâu có vấn đề gì đâu anh chị, mua bán có này có kia. Chỉ cần là hỗ trợ được khách hàng tốt nhất là được rồi anh chị. 550 triệu thôi, còn thương lượng nữa. Mazda CX-5. Rồi, hai chiếc xe sedan giá chưa tới 500. Và đại diện cho hai trường phái khác nhau. Đậu kế nhau luôn. Một chiếc thể hiện cho sự cổ điển, một sự gì đó nó giá trị rồi. Đúng nghĩa là một chiếc xe của Toyota theo giá trị lâu dài. Giá trị lâu dài, và cho dù có bao nhiêu năm nữa thì nó không bao giờ nó bị lỗi thời chị. Đó là chiếc Camry 2.4G 2012 nha. 2012. Còn một cái thể hiện cho cái sự đơn giản hiệu quả. Đơn giản hiệu quả. Không có nhiều công nghệ nhưng mà siêu bền bỉ luôn. Đó là Toyota Vios 1.5G. Xe này sản xuất 2019. Đó, hai chiếc xe đại diện cho hai trường phái khác nha. Rồi, thắng đi chiếc Camry trước đi. Chiếc này 2012 đi được 122.000 cây, giá là 497 triệu anh chị. 497 triệu. À, xe này nó có một đặc điểm á, là những cái xe Camry mà đời từ 2014 trở lại anh chị, 2014 trở lại á. Không nói từ đời 2014 mà tất cả những chiếc Camry luôn, là khi mà mua vào á, bên Thắng đặt ra một cái tiêu chí là nó phải zin. Thứ nhất là nó phải zin. Zin ở đây là không có được độ chế gì hết, đèn giữ nguyên zin nè. Ghế giữ nguyên zin nè. Đó, không có độ chế gì hết thì bên Thắng mới mua. Đó. Cái thứ hai nữa là đối với những cái xe mà đời từ 2013 trở lại á, là phải một chủ sử dụng thì bên Thắng mới mua nha. Đó. Có một cái tiêu chí đặt ra gắt gao đối với những cái xe mà Camry như thế này. Đó, cho nên anh chị đã vô đây mua những chiếc Camry đời cũ chúng ta cực kỳ là yên tâm. Chiếc này là một chủ sử dụng luôn. Một chủ sử dụng là cái xe này lúc đầu đó là nó đứng tên công ty. Và cái công ty đó giải thể thì giám đốc công ty mới tiến hành sang tên ra cá nhân. Là tính ra là chỉ là một chủ thôi đó anh chị. Một chủ thôi. 122.000 cây, màu bạc. Giá là 497 triệu nha. Xe dàn gầm, rồi hệ thống lạnh đồ là kiểm tra hết rồi. Anh chị mua những chiếc Camry này chúng ta phải coi kỹ nha, tại vì
chiếc Camry này đụng vô cái là nó hư đồ mất tiền không anh chị? À, nó hư đồ mất tiền không à? Chúng ta đi ham rẻ, chúng ta đi qua bên ngoài chúng ta mua, có thể là giá sẽ rẻ đó, giá sẽ rẻ, nhưng mà khi mà tới khi mà nó bệnh á là anh chị đi vô hãng anh chị sửa mua đó. Còn như cái xe này bên Thắng kiểm tra hết rồi, à, hư cái nào thay cái đó hết rồi. À, ví dụ như hôm trước về thì cái xe này nó bị xì nhớt động cơ nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là rô tinh lái nè, đó bên Thắng cũng làm luôn rồi, à, cho nên anh chị mua về yên tâm. À, ghế da là zin anh chị, ngập số nè. À, xe nó phải zin như thế này, đầu CD là zin, theo xe không có độ chế gì hết. 212 máy 2.4 vừa đủ dùng luôn. Và anh chị để ý không, form dáng của con Camry á, nó nhìn nó lù như vậy đó, nhưng mà tới thời điểm này đi ra ngoài đường người ta vẫn thấy nó sang anh chị. Đó, công nghệ thì không có gì hết, cho nên có nhiều anh chị là hay chơi ở Toyota nghèo nàn gì đó, nhưng mà nghĩ lại, nghĩ lại đi chị đây, hay trước mặt anh chị đây 212 đây, form dáng thấy chưa đó, tốt lên cái vẻ sang trọng vậy đó, nhìn rất là mê, rất đã mắt luôn anh chị. 497 triệu 212 nha. Rồi, à, tới chiếc Vios nè, à, Vios 2019 bản G đi, 86.000 cây, giá là 465 triệu. Xe này là chỉ quan tâm về giá cả thôi, giá cả thôi chứ đâu có công nghệ gì đâu mà nói. Còn Vios thì độ bền của nó thì hồi đó là gì rồi, nó là siêu bền bỉ rồi. Máy 1.5 bản G là bản cao á. Xe này là của anh khách hàng, anh đổi xe anh chị, anh đổi từ chiếc Vios này anh lên chiếc Innova Venturer. Thắng bán chiếc Venturer, Thắng mua vào xe này luôn. Đó, chiếc Venturer màu đen 2022. Giao xe cho ảnh rồi. Và xe này mua vào thì cân đo, anh chị nào mà đổi xe liên hệ với bên Thắng thì chắc hẳn một điều là giá nó sẽ tốt hơn nha, chương trình tốt hơn. Đó, cân đo về giá thì ảnh sẽ được một chương trình rất là tốt. Trong trần 3D. Hộp số tự động. Điều hòa tự động. Vô lăng chân lùi không có khiếm bấm gì luôn. Nhìn rất là trông rất bình dị, không có gì hết cho anh chị. Nhưng mà được cái nào đâu bền thôi, đồ bền. Và anh chị đi mẫu xe này ta chạy kinh doanh dịch vụ thì nó mới có lợi nhuận được. Đó, tiết kiệm nhiên liệu, bền và đi gia đình cũng êm, đi gia đình đơn giản hiệu quả dành cho những gia đình là nhỏ gọn này, không có thích phô trương. Lấy chiếc Vios này đi đường xa vô tư luôn, từ Bắc vô Nam, từ Nam tiến vô Bắc. 465 triệu nha anh chị, 2019 Vios G 2019, 86.000 cây. À, rồi, à, cũng gần hơn 20 phút rồi, hơn 20 phút đi quay cái bãi xe cũ để cho anh chị tham khảo và chia sẻ một số điều trong sống này. Đó, thì anh chị đang có nhu cầu về dòng xe nào thì cứ liên hệ với Thắng nha, hoặc là đang tìm chiếc xe nào á thì cứ gọi cho Thắng, nói là anh chị đang tìm xe đó đó, thì Thắng sẽ lưu lại thông tin, khi nào có xe về Thắng chủ động liên hệ với anh chị. Đó, thì với hy vọng sẽ được hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất. Đó, thì trong quá trình mà Thắng làm việc á, có những cái gì mà chưa vừa ý thì anh chị cứ góp ý để lại bình luận phía dưới, thì Thắng sẽ tiếp thu và sửa đổi để mà làm sao là làm hài lòng nhất, làm hài lòng nhiều khách hàng nhất có thể. Rồi, Thắng xin kết thúc video tại đây và hẹn lại anh chị ở những video lần sau nha.